vicino. Harry Winstanley nổi tiếng với việc xây dựng một ngọn hải đăng và ông tự tin với công trình này. Ông đã kiên quyết sống trong đó khi một cơn bão ập đến. Dù vậy, Harry đã chết khi ngọn hải đăng bị sập vì không chịu được cơn bão đó. Abu Nasr Ismail. Được biết đến với vai trò một người chuyên viết từ điển tiếng Ả Rập, ông còn là người từng tự tạo ra đôi cánh bằng gỗ cho mình sớm nhất thế giới, năm 940 sau Công Nguyên. Tuy nhiên, trong một lần bay thử với đôi cánh này, ông đã ngã xuống vĩnh viễn. Wang Hu. Ông là một chuyên gia về tên lửa người Trung Quốc ở thế kỷ 16. Để thám hiểm mặt trăng, ông đã tự tạo ra một chiếc ghế buộc cố định với 47 quả tên lửa. Khi tên lửa được châm ngòi, Wang Hu đã bị nổ tung cùng chiếc ghế. Sau này, tên của ông được NASA đặt cho một miệng núi lửa trên mặt trăng. Valerian Apakovsky. Valerian Apakovsky là một nhà phát minh người Nga và từng tạo ra động cơ xe lửa Aerowagon. Nó có một động cơ máy bay và cánh quạt được thiết kế đặc biệt để đưa các quan chức Liên Xô đi lại tại Moscow. Nhưng trong chuyến đi thử đầu tiên từ Moscow đến Tula, xe bị trật bánh và tất cả hành khách trên xe bị tử thương, trong đó có cả Apakovsky, 26 tuổi. Perillos. Perillos ở Athens thời Hy Lạp cổ đại là người phát minh ra con bò đồng để tra tấn tù nhân. Con bò được làm hoàn toàn bằng đồng, rỗng và có một cánh cửa ở một bên. Con bò có hình dạng và kích thước như của một con bò thật và có một bộ máy âm thanh để chuyển đổi tiếng la hét thành âm thanh của một con bò. Tù nhân bị nhốt trong con bò và đốt lửa bên dưới làm nóng kim loại cho đến khi người bên trong bị rang đến chết. Bạo chúa Phalaris đã bắt Perillos phải chui vào con bò để làm chuột bạch và người phát minh ra dụng cụ tra tấn này đã không chịu được sức nóng của ngọn lửa bên dưới. Marie Curie. Marie Curie là một nhà vật lý và hóa học người Ba Lan, Pháp, nổi tiếng về việc nghiên cứu tiên phong về tính phóng xạ. Bà là người đầu tiên vinh dự nhận được hai giải Nobel trong hai lĩnh vực khác nhau, vật lý và hóa học. Marie Curie là giảng viên đại học nữ đầu tiên tại Đại học Paris, Sorbonne và vào năm 1995, thi thể của bà được mai táng tại điện Pantheon ở Paris vì những đóng góp to lớn cho nhân loại. Ngày 4 tháng 7 năm 1934, bà qua đời ở Viện Điều dưỡng Saint-Salamos tại Passy, ở Haute-Savoie vì thiếu máu không tái tạo được do nhiễm xạ. Trong công việc, Marie Curie thường tiến hành thử nghiệm với các ống có chứa đồng vị phóng xạ để trong túi quần, ngăn bàn. Trong một khoảng thời gian dài làm việc với phóng xạ mà không có biện pháp an toàn nào, bà đã bị nhiễm độc phóng xạ. Trước đó, nhiễm độc phóng xạ đã khiến bà mắc phải nhiều căn bệnh mãn tính, mù lòa do đục thủy tinh thể và cuối cùng gây nên cái chết của bà. Thomas Midgley Jr. Midgley là một nhà hóa học nổi tiếng với các thí nghiệm về xăng dầu, khí freon trong khí nhà kính. Trong một cuộc họp báo, ông đã đổ hóa chất lên tay để đảm bảo sự an toàn của nó. Tiếc thay, ông đã nhiễm bệnh và qua đời vì sự liều lĩnh này. Harry Lawson Hurley. Năm 1863, nhà khoa học người Mỹ Horace Lawson Hurley đã tử nạn khi chiếc tàu ngầm do chính ông phát minh chìm trong quá trình thử nghiệm. Frank Reichelt. Frank Reichelt là một thợ may người Áo. Ông thiết kế ra chiếc áo choàng có hoạt động như chiếc dù ngày nay và tự tin tuyên bố khi mặc nó, mọi người có thể đi lại một cách nhẹ nhàng, thậm chí bay liền trên không trung. Trong một thí nghiệm, ông khoác lên mình chiếc áo choàng rồi nhảy từ tầng trên cùng của tháp Eiffel xuống dưới.
hàng trăm người và phóng viên ảnh đã chứng kiến trực tiếp cái chết của Frank. Henry Smolensky. Năm 1971, Henry Smolensky cùng vị đối tác Hal Blaik đã thành lập một doanh nghiệp sáng tạo ra những chiếc xe hơi bay. Họ phát minh ra F-Mizar bằng cách lấy cánh của chiếc Cessna Skymaster và gắn chúng vào Ford Pinto. Trong một chuyến bay, cánh của chiếc xe hơi đã tự động tách rời do áp lực lớn khi ở trên không trung. Điều này đã khiến hai nhà sáng chế phải bỏ mạng trong chuyến bay định mệnh này. Đa số mọi người đều có chung suy nghĩ rằng điện thoại càng hiện đại và sở hữu nhiều tính năng thông minh thì sẽ càng đắt tiền và cao cấp. Tuy nhiên, năm chiếc điện thoại dưới đây là những trường hợp ngoại lệ khi chúng chỉ có thể nghe gọi nhưng lại sang chảnh đến bất ngờ. Nokia 8800 Limited Gold S Edition, 16.000 USD, 400 triệu đồng. Vào năm 2006, Nokia, hãng điện thoại số 1 thế giới lúc bấy giờ, đã tung ra phiên bản giới hạn Nokia 8800, khiến giới công nghệ xôn xao trước độ đắt đỏ và sang chảnh hiếm có của một chiếc điện thoại nghe gọi thông thường. Phiên bản này được giác 150g vàng ở mặt sau, riêng phần vỏ được làm hoàn toàn từ vàng 24K. Đây được xem như là đại diện cho quá khứ huy hoàng của Nokia. Virtual Signature Diamond, 88.000 USD, 2 tỷ đồng. Những người sành công nghệ nói chung và điện thoại nói riêng chắc hẳn không còn xa lạ với hãng điện thoại xa xỉ Virtual. Tuy nhiên, với phiên bản được tung ra vào năm 2005, Virtual vẫn khiến nhiều người choáng váng về sự chịu chơi của mình trong những thiết kế sang chảnh bậc nhất. Được biết, chiếc Virtual 2005 này có lớp vỏ ngoài làm từ Platinum, xung quanh có đính kim cương và được làm hoàn toàn bằng thủ công. 88.000 USD, 2 tỷ đồng là số tiền bạn cần phải bỏ ra nếu như muốn sở hữu chiếc điện thoại đặc biệt này. Tuy nhiên, với thiết kế độc đáo và cao cấp bậc nhất, Virtual Signature Diamond hoàn toàn xứng đáng với số tiền khủng như vậy. VIPM Black Diamond, 300.000 USD, 6,8 tỷ đồng. Chiếc điện thoại nghe có vẻ lạ tai này lại là một trong những chiếc điện thoại sang chảnh mà không phải ai cũng có thể sở hữu. VIPM Black Diamond được thiết kế bởi một nghệ nhân người Singapore với những viên kim cương đen đính trên hai phím điều khiển và mặt sau của điện thoại. Những viên kim cương cao cấp này được chính hãng Diamond Hearts của Thụy Sĩ cung cấp. VIPM chạy trên hệ điều hành Windows Mobile 5 với camera 4 megapixel và bộ nhớ khủng lên đến 128 MB. Gonvis Lumillion, 1 triệu USD, 22,8 tỷ đồng. Gonvis Lumillion, tên gọi đã thể hiện hoàn hảo giá trị của chiếc điện thoại này. Với giá lên đến 1 triệu đô, chiếc điện thoại này sẽ khiến bạn hoàn toàn hài lòng khi được làm hoàn toàn bằng thủ công. Được trang trí bằng lớp vàng trắng 18K và kim cương 20 carat bao xung quanh. Đây là thiết kế của nghệ nhân người Thụy Điển Emmanuel Guet tung ra vào năm 2006. Chiếc điện thoại này hiện đang thuộc quyền sở hữu của một doanh nhân người Nga sau khi trả 1 triệu đô tại Hội nghị Thương gia châu Âu vào tháng 9 năm 2006. Đây cũng chính là chiếc điện thoại được tổ chức Guinness Thế giới công nhận là điện thoại đắt nhất thế giới lúc bấy giờ. Presso Luxor Las Vegas Checkboard, 1 triệu USD, 22,8 tỷ đồng. Cùng giá với chiếc điện thoại Gonvis Lumillion, tuy nhiên, Presso Luxor Las Vegas Checkboard lại có thiết kế sang chảnh và độc đáo hơn hẳn. Mặt trước điện thoại được đính 45,5 carat kim cương đen, mặt sau ốp gỗ 200 năm tuổi từ châu Phi. Ngoài ra, bộ khung máy siêu mỏng 12mm được làm từ 180g vàng, chưa kể đến bàn phím được đánh bóng và khắc laser từ tinh thể sapphire 32 carat. Tất cả những con số trên đã giúp Presso Luxor Las Vegas Checkboard trở thành chiếc điện thoại đắt đỏ nhất thế giới.